Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây Titan First nhặt hòm đua top Dubai. Xin lỗi em là xung quanh mình nó hơi ồn một tí tại vì người ta đang đám cưới với lại các kiểu nó hát ầm ĩ. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, vâng mới tết ra đã làm đám cưới rồi. Hơi bị hên đấy. Ok, rồi dạo này gần đây thì mình chơi toàn chơi C4, đâm ra chơi Dubai hơi bị ngáo anh em ạ. Phải lượn qua mấy trận là mới dám chơi thật. Thế thôi à, mình nhặt hòm mình không có súng. Úi dồi ôi, con giùm non ở trên trên kia kìa. Hết cả hồn. Các bạn đừng nhảy xuống đây nhá. Vâng, nó không đuổi theo. Vãi xoài, thằng này dễ tính đấy nhở. Vâng, nếu gặp con khó tính kiểu gì nó cũng hiếp chết thì thôi. Chết hết rồi à. Vâng, quả hòm nó khắm vãi xoài. Đéo gì hiểu được. Nó spawn ra ngay giữa map thế kia thì bố thằng nào dám nhặt. Có hero rồi. Ok. Tao sợ chúng mày quá ấy cơ. Nắm đấm hơi bị to nhưng sức mạnh thì không không to lắm anh em ạ. Nó cũng bình thường. Được cái choán hết màn hình chả nhìn thấy con khỉ gì. Úi dồi. Anh em ơi, tha cho tôi. Úi dồi. Úi dồi. Úi dồi. May quá. Thằng tơ nó nhảy qua. Định mệnh. Tơ nó cứ tưởng là nó là cương thi cơ. Cho mình sẽ chắp thêm kính cho nó. MG3 Legend. Ok. Legendary. Lên đây. Tao lại sợ chúng mày quá cơ. Bố mày cân tất. Tơ lại rồi, tơ xong, mất giáp rồi. Mất giáp rồi. Ok. Bây giờ thằng tơ chết rồi, chúng ta tha hồ mà quẩy thôi. Gì đấy? Gì đấy? Căng vậy. Úi dồi ôi, mực fake. Lên đây. Bọn này yếu lắm. Yếu lắm. Ôi. What? What? Vãi xoài. Vâng. Nguyên một đội hình đứng hóng hớt ở phía dưới. Vãi thật, rớt xuống nó chết luôn ý. Căng thế. Mình ít khi thẩm du lên thùng hàng nên không kênh được cái gốc mà rơi của nó. Vâng, sorry mọi người. Mình ít khi thẩm du lắm. Chứ mình mà thẩm du quen rồi thì mình sẽ kênh được cái gốc mà rớt xuống của nó đơn giản. Khoai quá à. Chắc mình sẽ thẩm du chỗ khác. Học đòi theo anh em thẩm du trên đấy thôi. Chứ thực ra là mình ít khi lên đấy lắm. Các bạn xem clip của mình thì các bạn cũng sẽ thấy được là mình ít khi lên thùng hàng với lại bàn thờ. Chỉ đứng ở dưới này đi săn thôi. Úi dồi ôi. Bất lực chưa. 3Z ở đây nó vẫy nữa thì thôi. Thốn thôi rồi. Đây rồi, đây rồi. Vẫy đi 3Z ơi. Vẫy đi. Úi dồi. Thằng 3Z nha. Mày vẫy không đúng lúc. Ok. Có TMP. Ares. Tao sợ chúng mày quá cơ. Cầm khẩu này thì cover cận chiến thì khỏi phải bàn. Bậc đam nó thì siêu yếu thôi. Siêu yếu là chúng ta cận chiến dễ hơn. Không cần đam to đâu. Chúng ta không cần đua top. Ấy chứ nhầm. Nhặt hòm đua top mà. Mạnh đó hơi bị sai. Hủy diệt kìa. Úi dồi ôi. Bạn ơi, mình ở đây này. Rồi tới xong rồi. Tới xong. Sorry bro. Đen thôi. Đỏ thì vẫn vậy. Đây rồi. Rồi. Do đen thôi bạn ơi. Lại đây. Chạy làm cây gì. Úi dồi ôi. Hủy diệt lại đây. Tao cái định mệnh. Sao cứ. Úi ôi. Bình tĩnh. Cái định mệnh nó mất cái giáp rồi. Làm gì căng vậy? Úi dồi, làm gì căng vậy? Làm gì căng vậy? Chạy thôi. Ui rồi bị ca vip kìa. Không kịp nhặt. Lại đây. Mình sẽ lên đây này. Bắn yếu máu tụi nó rồi mình sẽ biến hero nhá. Vâng, chơi hero phải khôn cơ. Bắn cho tụi nó yếu hết đã. Rồi lát đây mình cầm hero nó đơn giản hơn rất là nhiều. Gì đây? Úi dồi. Tao sợ mày quá cơ. Gì ai? Nhìn gì? Bị mệnh nhìn là sai rồi nhá. Thế hủy diệt, anh hủy diệt bất lực chưa? Lầy thì chạy này. Thế chạy. Chạy bằng mắt. Bằng mắt nhá. Đâu rồi? Hết giờ. Ít thứ ba nhở. Mọi khi hiếp mình kinh thế mà. Sao bây giờ ít thế nhở?
Cái vũ khí này thì hình như mình thấy anh em lấy rất là dễ trong AI. Bằng AI thì một cái điều gì đấy cực kỳ dễ dàng trong cái giai đoạn này, tại vì nó phun thẻ vàng mà. Nó đang phun thẻ vàng để chờ phiên bản mới. Thế là anh em cứ hốt thôi. Úi dồi, mình thấy toàn ra xác suất là vĩnh viễn 100% ra một cái luôn. Này thì thẩm du ấy. Úi dồi, cái định mệnh nữa. À chạy này. Ơ ơ, thằng này láo nhở. Nó lao chém luôn, nó bị ghê. Đậu xanh lao đây. Úi dồi ôi, này thì hứng chó này. Cái tội hứng chó ấy thì nó dễ chết lắm. Úi dồi, bọn kia thẩm du kinh quá à. Chém bừa ấy, thanh niên vẫn liều mạng rồi, chết rồi. Vâng, đứng đấy mà không chết thì hơi bị phí đấy. Úi, nhảy xuống kìa. Mình thích lên không? Lên cơ, lên. Ơ kìa, ơ kìa. Sau lưng đâu? Úi dồi ôi. Ơ sao mình quay ra sau lưng không thấy nó nhở? Ảo vậy. Vậy thằng trong lòng này, vào lòng thì cứ xác định thôi bạn này. Úi dồi ôi, được một thay đạn nữa. Yêu thế cơ. Vâng. À, trên cao à. Rồi gãy nhá. 3Z đã cơ. 3Z luôn cơ. Căng vậy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với khu vực thùng hàng. Vâng, thùng hàng toàn gất linh thôi. Mình nghĩ là sau pha này không lên được đâu. Khó lắm. Đây không có tơ nữa. Phải có tơ nữa mới lên được. Rồi, bất lực thôi. Chịu. Thẩm du như này thì bố thế nào cào lên được. Bây giờ chỉ hack thôi. Hack mới lên được. Thôi chịu rồi. Khó lắm anh em ạ. Gatling cover nhau như thế kia thì lên thế đích nào được. Đã thế không có tơ. Cái này phải có tơ cơ. Tơ nó dẫn đầu. Á à, mù ấy. Lên. Đúng rồi. Rồi. Khói cũng không được. Nỗ lực của anh mực fake cũng không khiến tụi nó chết yểu trên đấy. Lại thì ra này. Rất khó. Gặp những cái phòng mà thẩm du như này ấy, cực kỳ ức chế luôn. Những cái trận sau thì nó thường thường là như thế mà. Vâng, trừ cái khu vực thùng hàng ra thì chỗ nào cũng chết hết à. Đơn giản thôi. Thùng hàng thì cơ bản nó đứng đông quá thôi, với lại không có tơ thì nó bất tử. Trừ phim nó hết đạn thôi. Úi dồi ôi, thùng hàng thất thủ kìa. Yêu lắm, cái tội thẩm du cho lắm mà. Úi dồi, chết hết cả lũ rồi. Hay quá, còn mỗi một thằng. Hay nhở, định mệnh. Trên đấy toàn bộ chết hết, còn mỗi thằng đấy sống. Vãi xoài. Hòm đâu rồi. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị đến với thời khắc hero. Vâng, hero thì chúng ta sẽ cân tất đây rồi. Hòm đây rồi. Chúng ta sẽ nhặt hòm để đi cận chiến. Rồi, TMP Ares. Tuyệt vời. Đây rồi, đây rồi. Hủy diệt. À, bọc đầu rồi. Vãi xoài. Vâng, bọc đầu thì hơi bị ghê đấy. Lên đây. Đúng rồi. Lầy thì lên này. Úi dồi, hai con luôn. Căng đấy. Căng đấy. Sao toàn hủy diệt nhở? Dạo này mình thấy bọn nó mua hủy diệt hay sao ấy. Không toàn hủy diệt thôi. Chạy rồi. Úi dồi, biết ngay mà. Thằng đằng sau chắc chắn sẽ móc đít mìn. May quá. May quá mình phát giác được. Bình thường mình hay đứng đấy toàn bị móc đít thôi. Bị móc nhiều quá đâm ra thói quen rồi anh em ạ. Phản xạ ngay. Úi dồi, úi dồi, úi dồi ôi, mất bàn rồi cái giáp rồi. Căng quá. Chạy thôi. Tưởng nhặt được TMP cân tất cơ. Ừ, hóa ra không cân được. Úi dồi ôi, làm gì vậy? Làm gì vậy? Này cố này. Cút cút ra. Tất cả cút cút ra hết ra. Úi dồi, đồng thế, mùa biết chín này. Này thì
Tơ nhấp nháy rồi kìa. Tơ nhấp nháy chắc chắn sẽ bỏ chạy thôi. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Một bé. Úi dồi ôi, bình tĩnh. Làm gì mà căng vậy? Cái định mệnh. Vãi, pha đấy mình bị cào vẫn nhảy qua được cái hàng rào này là sao ta? Cảm giác rất là hư cấu. Tại vì bị cào thì nó sẽ giảm tốc. Mà cái quả đấy mình kênh là bị cào giảm tốc là nhảy lên cái hàng rào được rồi. Không thấy đích nào nhảy qua luôn. Định mệnh. Lâu lâu nó bóp dái một cái rất là khắm. Hero được chọn làm tơ Minotaur. Anh tơ chim to. Còn hero được chọn làm tơ chim to thì hơi bị sai rồi. Lại thì lên lửa tình này. Úi dồi ôi, có cả đua TMP ở đây nữa. Chết. Vâng, phòng đã lắm thẩm du rồi. Như này nữa thì khó có Zumbai mà bắn lắm. Chúng ta sẽ... Đây rồi, hòm mày ơi. Tính nói bắt cua tào lao để nhận hòm mày. Úi dồi, lựu đạn. Bãi xoài. Vâng, quả hòm lại spawn ngay giữa map. Định mệnh. Chơi luôn. Phòng này khá là ít Zumbai. Chúng ta cứ ra đây mà nhặt thôi. Như trốn không người. Úi dồi, M249 này. Tuyệt vời. Gì đây? Khó lắm bạn ơi. Khó lắm cơ. Ui, nhớ bắn vào đầu. Sorry nhá. Quả đấy đáng nhẽ là phải cận chiến cơ. Úi dồi ôi. Ra đây này. Mình biết hủy diệt nó nằm đứng đông kia, nó bọc đầu rồi. Té thôi. 36 kế. Chạy. Ai. Này thì qua này. Đơn giản thế à bạn này. Bắt cua nó khó lắm. Phải xem mặt cái thằng đối thủ nó có bắn sấy mình không nữa cơ. Chứ không phải là cứ nhảy qua là được đâu. Đây rồi. AFK này. Ngọt sớt. Cái này kill bình thường thì nó sẽ rất là nhanh. Kill đặc biệt thì hơi chậm tí. Nhưng đảm bảo cái sức mạnh của nó là không thua kém ai. Đây rồi, úi dồi ôi, tự nhiên bị bắn cái xoay ngược lại. Phản xạ kinh tởm. Lay thì phản xạ kinh. Phản xạ, ôi, ôi, hai đấm không chết kìa. Ui kinh vãi. Cái này cận chiến thường yếu lắm bạn ạ. Đây rồi, úi dồi ôi, các bạn ơi. Ăn kinh quá, còn vẫn top 1. Ok, chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.